Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu hỏi đố vui, đố hay về những nghề nghiệp nha. Nhưng trước tiên hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Love you. Hãy cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào. Ai người đến lớp chăm chỉ sớm chiều, dạy bảo mọi điều cho con khôn lớn. Các bạn ơi, hãy cùng suy nghĩ đáp án nha. Các bạn có đoán ra được nghề nghiệp này chính là chỉ nghề giáo viên không ạ? À? Chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án nha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nào. Ai người đo vải rồi lại cắt may, áo quần mới đẹp nhờ bàn tay ai? Nào nào, câu hỏi này có vẻ là khá dễ phải không nào? Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án chính là cô thợ may nha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nào. Nghề gì chân lắm tay bùn cho ta hạt gạo ấm no mỗi ngày? Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ nào. Và nghề được nhắc đến trong câu đố này chính là nghề nông nha các bạn. Một nghề thật sự cao quý và mang đến cho ta từng bữa cơm ngon mỗi ngày. Cùng đến với câu đố số 4 nào. Nghề gì bạn với vữa voi, xây nhà cao đẹp bạn tôi đều cần. Các bạn ơi, hãy cùng suy nghĩ đi nào. Và đáp án của câu đố này chính là nghề thợ xây. Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án nha. Các bạn thật sự rất giỏi và khéo léo. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 5 nào. Ai mặc áo trắng có chữ thập sinh, tìm thuốc chúng mình sẽ mau lành bệnh. Và đáp án của câu đố này chính là cô y tá nha. Chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án này nè. Có ai trong các bạn có dự định lớn lên sẽ trở thành một cô y tá không nào? Giờ thì cùng tiếp tục với câu đố tiếp theo nha. Nghề gì chăm sóc bệnh nhân cho ta khỏe mạnh, vui chơi, học hành? Các bạn ơi, đáp án của câu đố này chính là nghề bác sĩ nha. Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án. Chúng ta phải gửi một lời cảm ơn chân thành nhất vì nhờ có bác sĩ mà chúng ta mới được đảm bảo sức khỏe thật tốt như ngày hôm nay nè. Cùng nhau tiếp tục với câu đố tiếp theo nào. Chú mặc áo vàng đứng ở ngã ba trên mọi đường phố chỉ lối xe đi, nghề gì thế nhỉ? Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án chính là chú cảnh sát giao thông nha. Nhờ có chú điều tiết mà giao thông luôn được thuận lợi. Hãy cùng đến với câu đố tiếp theo nào. Nghề gì cần đến đục cưa làm ra dược tủ sớm trưa bé cần? Các bạn ơi, hãy cùng suy nghĩ đi nào. Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án chính là nghề thợ mộc nha. Các bạn ở nhà có ba mẹ của ai làm nghề này không nào? Thật sự là rất thích phải không ạ? À? Chúng ta cùng tiếp tục với câu đố này nha. Tay cầm cái chổi, chăm chỉ miệt mài, quét dọn hàng ngày, phố phường sạch sẽ là ai nào? Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đáp án chính là những cô chú công nhân vệ sinh nha. Nhờ có những cô chú mà đường phố luôn luôn sạch đẹp. Cảm ơn các cô chú rất nhiều nha. Để xem câu đố lần này có làm khó được các bạn không nha. Ở trường ai nấu ăn ngon cho con sức khỏe lớn khôn từng ngày? Các bạn ơi, các bạn nhớ suy nghĩ thật kỹ nha. Và đáp án của câu đố này chính là cô cấp dưỡng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng nào. Ai nơi hải đảo biên cương, diệt thù giữ nước, coi thường hiểm nguy.
Và đáp án của câu hỏi thiêng liêng này chính là những chú bộ đội sẽ được thay mặt tất cả mọi người gửi một lời tri ân và cảm ơn nhất dành đến cho những chú bộ đội. Cảm ơn các chú rất nhiều ạ. Các bạn ơi, nếu cảm thấy những câu hỏi về nghề nghiệp ngày hôm nay rất vui và thú vị, hãy để lại phần bình luận ở phía dưới cho bọn mình biết nha. Và hãy nhớ dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.